trước mà tôi nói thì chắc có lẽ là người ta cũng chỉ cười, nhưng mà thôi, nó sự thật nó như vậy. Tôi nghĩ là mà tôi đi, mỗi lần tôi đi toilet mà không có cái bệ cao tôi ngồi, tôi đi không thể ngồi được đến mức như vậy. Mỗi lần đứng xuống ngồi lên là rất là khó khăn. Nhưng mà khi mà trường đấy rồi là tôi đi, có thể là ngồi xuống, nó giống như ngày hôm qua tôi ngồi xuống đứng lên là hơi khó một chút, nhưng mà cũng ngồi xuống, ngồi xổm xuống được. Nhưng mà nhà tôi có làm được gì là tôi phải ngồi ghế thôi. Tôi ngồi xuống là hai tay vịn như chó vậy đó, tức là hai tay chống rồi hai chân chống nó mới đứng lên được. Đó, nó khó lắm vậy. Nhưng mà trường này là xin hỏi chị trường bao lâu mà chị sẽ trong tôi trường mới được có một tuần, đêm nào tôi cũng trường.